tới năm mới chúng ta cần làm những cái gì để chúng ta không bị mất tiền, để tăng được cái tài sản cho anh chị. Cái vấn đề bây giờ lạm phát thì nên đầu tư vàng hay đầu tư bất động sản hay đầu tư các kênh khác? Vậy thì bây giờ lạm phát cao, gửi tiền ngân hàng thì lỗ, thì bây giờ chúng ta đã cần làm gì đây? Đó là câu hỏi, để làm sao chúng ta tăng tài sản. Cái thứ nhất là thời điểm này tuyệt đối không nên gửi tiền ngân hàng, đó là cái điều bắt buộc, nếu càng gửi tiền ngân hàng càng mất. Cái thứ hai là không nên giữ tiền chờ, nếu như chúng ta không gửi nhưng mà vẫn ôm tiền mặt để chờ thì nếu như không có cái mục đích cuối cùng của cái việc chờ để làm gì thì chắc chắn mỗi ngày tiền nó sẽ càng mất giá. Đó là hai cái yếu tố kiên quyết cần xem xét lại. Cái yếu tố thứ ba là bây giờ cần đầu tư gì trong 2024 hiệu quả nhất. Đối với Đình thì Đình muốn chia sẻ, một là không nên đầu tư những cái bất động sản mà quá xa xôi, nhưng mà nên đầu tư những cái bất động sản có dòng tiền tốt, giá mà có được cái dòng tiền đâu đấy khoảng 0.4, 0.5 trở lên, sau đấy nó lại vốn, tức là bất động sản không phải là chung cư nha anh chị. Có dòng tiền tốt, có dòng người tốt, có lãi vốn tốt, đặc biệt như những cái khu như ven thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 3. Đó là một cái. Cái thứ hai là không nên đầu tư những cái bất động sản mà pháp lý không rõ ràng chung mà chưa chuyển đổi mục đích, nhưng nên đầu tư những cái bất động sản ưu tiên diện tích lớn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Nhu cầu của người tiêu dùng như anh chị, tức là cái người mà có 300 triệu có thể mua được, có 200 triệu có thể mua được, có 400 triệu có thể mua được. Đấy là phù hợp với người có nhu cầu ở thực, mong muốn sở hữu. Cái thứ tư là không nên mua những cái bất động sản mà bị quy hoạch, nghĩ rằng sẽ được gỡ quy hoạch. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng cái việc được gỡ quy hoạch đấy là sớm hay muộn thì cái đấy chưa chắc nha anh chị. Nên phải đầu tư những cái bất động sản mà có thanh khoản tốt, giá cả phải thấp hơn giá thị trường của những người cực kỳ cần tiền họ bán. Đấy là những cái được và những cái mất mình so sánh luôn, mình tránh, và những cái nào mình nên vào thì mình vào thôi. Cái thứ tư, đấy là không nên đầu tư chung mà lại ngắn hạn. Bởi vì thời điểm vừa rồi rất nhiều anh chị chúng ta chúng nó bị một vấn đề như thế này anh chị này. Một anh, ba anh thì có hai anh muốn bán, một anh muốn bán cũng không bán được. Và bốn anh thì có hai anh đòi bán, hai anh không đòi bán là tớ chứ cần tiền. Và bây giờ là ôm nhau cùng chết luôn. Bản thân Đình cũng bị một lỗ, hai người mua chung một người bán. Bản thân Đình như Đình nói bán đi, anh kia anh bảo không bán. Thế bây giờ ôm nhau ta cùng chết luôn. Đó là một cái mà cực kỳ chú ý nha anh chị. Thời điểm này không có chuyện là vào lướt cọc trong 5-6 tháng đây là bạn đã sinh lời hay là mấy anh chung tiền, là không có đó anh chị nha. Một cái tiếp theo là cần phải tránh là không nên mua bất động sản số chung, mà nên mua những cái bất động sản nó pháp lý phải cực kỳ rõ ràng, đường nó phải lớn. Và đặc biệt thời điểm này là một cái chu kỳ của bất động sản ô tô. Hẳn Đình vừa chia sẻ với anh chị rằng cái chung cư mà đến đầu 1-2 tiếng đồng hồ mất 120.000 nên gì. Như vậy nếu như chúng ta mà càng sở hữu cái đấy thì những người càng ngày người ta càng chán chung cư, bởi vì cái phí để đầu bạn bè để chơi thuốc cứ đắt quá, mà cái người ở đấy cũng bị đắt và rồi cũng mất hết bạn bè, vì là không phải là cái bạn bè không phải là vì tiền cái tiền đấy, mà cái sự tiền ích nó không mang lại giá trị nhiều. Đôi lúc đến nó cũng không có chỗ đầu xe, đấy là may mắn là còn có chỗ để đầu đấy. Còn có nhiều chung cư nó còn không có đầu xe nên đi ra mất gương luôn này, mất ra mất kính này. Đó thì đó là cái đấy nên tránh nhá. Cái được và cái mất đấy là cái thứ tư mình nên được và mất nên đấy. Cái tiếp theo là không nên mua những cái bất động sản mà anh chị không quản lý được. Không nên mua những cái bất động sản mà không quản lý được, không có dòng người, hoặc là phân lô có sổ đỏ nhưng mà nó nằm ngoài xa, mà nói rằng là ngày trước là 1 hecta đâu đấy 2 tỷ, mà bây giờ chia ra được đâu để bán được 15 tỷ, bây giờ xuống khoảng 50%, mà nói là cái này tiềm năng lắm. Nhưng mà tiềm năng khi nào? 10 năm nữa hay 20 năm hay 5 năm nữa? Thì cái đấy phải hết sức chú ý. Phải hết sức chú ý trong cái việc tiềm năng là tiềm năng lúc nào? Lúc nào tiềm năng? 10 năm, 20 năm hay là 5 năm? Phải chú ý nhá. Có bạn dòng tiền khoảng bao nhiêu phần trăm nắm được gọi là tốt vậy anh? Cái thứ nhất, nếu như về chung cư ấy, thì dòng tiền khoảng trên 0.5% với ngày trước, nhưng mà hiện nay nếu tìm giỏi thì khoảng 0.6%, tức là bỏ 10 tỷ
thì một tháng cho thuê được 60 triệu. Và cách đây mấy hôm có một cái căn nhà 10 tỷ cho thuê tháng được 70 triệu, tức là dòng tiền khoảng 7%. Nhưng mà cái trường hợp đấy là trường hợp hiếm. Nhưng mà hiện nay khoảng 4 tỷ, 8 tỷ thì cho thuê được 22 triệu đến 24 triệu. Như vậy thì được 0,5%, không phải là chung cư mà là đất nền. Mà nếu như mà đất nền như vậy mà cho thuê được 0,4-0,5% thì ngang với tiền gửi ngân hàng. Nhưng mà sau khoảng 2 đến 3 năm cái 4 tỷ 8 đấy thì nó sẽ bán về quay về giá cũ 6 tỷ 8. Thì như vậy nó đã lời hơn gửi ngân hàng 2 tỷ. Đó gọi là dòng tiền tốt. Dòng tiền tốt là dựa trên những cái mà hàng tháng thu nhập khoảng 0,7, 0,6, 0,5 đô lên là ok. Đấy là cho thuế nha, chứ không phải là mình cho kinh doanh hàng tháng đến đấy nha bạn. Nếu mình kinh doanh hàng tháng đến đấy thì chính vào lợi nhuận chi phí và tính vào rủi ro nữa. Thì cái đấy bạn phải tính thêm cái phương án là lợi nhuận chi phí rủi ro. Là đó thêm cái phần đấy nữa. Đó là những cái mà Đình muốn chia sẻ. Đình cũng gửi đến những cái lời tuyệt vời nhất đến với những anh chị, những cái lời chúc Tết, những cái lời mà rất tuyệt vời đến chúng ta trong những cái mà năm mới, trong những cái mà khoảnh khắc tuyệt vời này, để anh chị có những cái mà năm mới đầu tư tuyệt vời nhất trong những ngày tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chúc chúng ta tìm những cái bất động sản tốt, tuyệt vời nhất.